Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính thức áp dụng tờ khai y tế với toàn bộ khách nhập cảnh từ Hàn Quốc. Các hãng hàng không mất gần 40% lượng khách quốc tế tới Việt Nam do dịch Covid-19. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên sản xuất và phát miễn phí khẩu trang. Quảng bá vải thiều Hải Dương ra thị trường quốc tế. Hà Nội biến điểm đen rác thải thành những tác phẩm nghệ thuật. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại Hàn Quốc gần đây, ngày 24 tháng 2 tại cuộc họp quốc gia phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Bộ Y tế cho biết đã chính thức triển khai khai báo y tế bắt buộc đối với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc. Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tăng nhanh chóng. Đến sáng nay là 602 ca, trong đó 6 ca đã tử vong. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị áp dụng tờ khai y tế bắt buộc đối với hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc tại tất cả các cửa khẩu, bắt đầu từ 15 giờ ngày 23 tháng 2. Theo đó, kiểm dịch viên y tế làm thủ tục nhập cảnh có trách nhiệm chỉ dẫn hành khách đến bộ phận kiểm dịch y tế để điền vào tờ khai y tế khi làm thủ tục nhập cảnh đối với hành khách từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, khó thở, viêm long đường hô hấp, kiểm dịch viên y tế cần áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định, đưa vào khu vực cách ly, khám sàng lọc và báo cáo kịp thời với các cơ quan hữu quan. Thì cái động tác đầu tiên ấy mà Bộ Y tế làm ngay ấy, đó là gì? Đó là triển khai về cái tờ khai y tế. Bởi vì đây là thẩm quyền của Bộ Y tế theo cái thông tư quy định của Bộ Y tế hướng dẫn luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Và đã yêu cầu là triển khai ở tất cả các cửa khẩu. Mà hiện nay báo cáo với Phó tướng ấy, là các chuyến bay từ Hàn Quốc về rất là nhiều. Đến tối hôm qua chúng tôi điện nhắc tất cả các cửa khẩu là phải tiến hành ngay theo quy định của Bộ Y tế. Báo cáo chính như vậy, chứ không phải là đợi đơn vị này kiến nghị hay đơn vị kia kiến nghị, báo cáo chính là không có chuyện đó. Bộ Y tế cũng cho biết sinh phẩm y tế như test kit dùng để chẩn đoán nhanh COVID-19 hiện đã được WHO cung cấp đến 10.000 bộ. Việt Nam cũng đã có 22 phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm và đạt tiêu chuẩn của WHO. Vì vậy, ngành y tế khẳng định hoàn toàn đủ năng lực xét nghiệm cả trong trường hợp số ca nghi nhiễm tăng nhanh chóng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã ban hành công văn khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với trung tâm thương mại, siêu thị, công viên, khu du lịch. Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng trong thời gian làm việc tại khu dịch vụ. Trước khi đến khu dịch vụ, tự đo nhiệt độ, nếu có sốt hoặc ho, khó thở thì báo cho người sử dụng lao động, ban quản lý khu dịch vụ và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe. Nếu cần thì đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn điều trị. Không đến khu dịch vụ nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Trong thời gian làm việc tại khu dịch vụ, người làm việc tại các vị trí phải tiếp xúc với khách hàng, người dân, cần phải đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hạn chế bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng khoảng cách dưới 1 mét nếu có thể. Khuyến cáo đối với khách hàng, không vào khu dịch vụ nếu có các biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi hoặc nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Khuyến cáo về vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại khu dịch vụ. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như chai xịt tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc có chứa ít nhất 60% cồn. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Trách nhiệm của ban quản lý và sử dụng người lao động. Phân công và công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu dịch vụ. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy, bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng cho người lao động làm việc, bán hàng tại khu dịch vụ và khách hàng. Cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người làm việc có tiếp xúc với khách hàng. Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu dịch vụ. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần thực hiện cách ly ngay, đồng thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương thông qua đường dây nóng 1900 3228 hoặc 1900 9095. Tất cả các tàu biển được phép cập cảng tại Quảng Ninh theo các quy định hiện hành phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và cộng đồng. Theo đó, quy trình đón khách du lịch tàu biển, tàu tham quan, du lịch tại Quảng Ninh gắn với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Riêng các tàu đã đi qua các cảng của Trung Quốc bao gồm cả Hồng Kông, Macau trước khi cập cảng Quảng Ninh cần áp dụng các biện pháp khai báo y tế đối với tất cả các hành khách, thuyền viên, cách ly toàn bộ thuyền viên, hành khách tại tàu, tuyệt đối không được lên bờ. Đối với các tàu đến từ vùng có dịch COVID-19, thì đại lý tàu, công ty du lịch phải thông tin về kế hoạch tàu đến cho sở du lịch.
biên phòng, cảng Hòn Gai. Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh trước ít nhất 10 ngày kể từ khi tàu đến. Thông tin chi tiết về cả hành trình của tàu, danh sách và thông tin chi tiết về quốc tịch, hành trình đã đi qua. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có quyết định sẽ tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan cần kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch ở một số địa phương tập trung nhiều lao động, đặc biệt là lao động Trung Quốc. Các cơ quan đơn vị khuyến cáo những lao động Trung Quốc về quê dịp Tết chưa nên quay trở lại Việt Nam làm việc. Nếu quay trở lại thì phải được cách ly 14 ngày theo quy định của ngành y tế. Đồng thời, các cơ quan đơn vị tạm lùi thời gian xuất cảnh của lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài nếu thấy cần thiết, kiểm soát chặt số lao động xuất cảnh trong thời gian này. Để hỗ trợ các tỉnh biên giới chống dịch COVID-19, thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Trương Quốc Cường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã trao tặng 45.000 khẩu trang y tế cho 9 huyện của tỉnh Cao Bằng và tặng 5.000 khẩu trang y tế cho Bộ đội Biên phòng, cửa khẩu Trà Lĩnh. Cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cho biết, mặt hàng khẩu trang tại địa phương rất khan hiếm. Một số đối tượng lại thu mua để buôn lậu sang Trung Quốc, khiến tình hình càng phức tạp hơn. Các cơ quan chức năng của địa phương đã bắt giữ 24 vụ vận chuyển buôn lậu vật tư y tế, trong đó có hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang. Do khẩu trang y tế chỉ có thể sử dụng một lần, cùng với số lượng người nhập cảnh từ Trung Quốc sang Cao Bằng tăng mạnh, nên nhu cầu sử dụng khẩu trang cho cán bộ y tế và người cách ly là rất lớn. Do đó kiến nghị Bộ Y tế cung cấp thêm khẩu trang cho Cao Bằng. Để hỗ trợ các tỉnh biên giới phòng chống dịch COVID-19, ngoài 9 huyện của tỉnh Cao Bằng, Bộ Y tế cũng đã trao tặng 165.000 khẩu trang y tế cho 33 trung tâm y tế huyện có chung đường biên giới với Trung Quốc thuộc 7 tỉnh là Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai và Quảng Ninh. Số khẩu trang này do các doanh nghiệp tài trợ cho công tác phòng chống dịch. Quý vị và các bạn thân mến, trước tình trạng khan hiếm về khẩu trang và học sinh chuẩn bị quay trở lại nhập học, Khoa Công nghệ May và Thời trang, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã sản xuất hàng nghìn khẩu trang kháng khuẩn để phát miễn phí cho sinh viên và người dân. Nhờ xã hội hóa nguồn nguyên liệu từ các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu trên địa bàn tỉnh như Hanusmic, May Hưng Long, Smartus, Khoa Công nghệ May và Thời trang, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã xung kích tình nguyện thực hiện việc sản xuất hàng nghìn chiếc khẩu trang miễn phí để chung tay ngăn chặn dịch COVID-19. Theo đó, khẩu trang được làm 3 lớp, trong đó lớp giữa là lớp vải kháng khuẩn. Sau khi khẩu trang hoàn thiện, đều được giặt khô và tiệt trùng để bảo đảm cho người sử dụng. Dự kiến Khoa sẽ làm khoảng 20.000 khẩu trang để phát miễn phí cho sinh viên khi quay trở lại trường học, cho người dân trong và ngoài địa bàn thị xã Mỹ Hảo. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 2 này, lượng khách quốc tế tới Việt Nam giảm khoảng 30%, chỉ còn 870.000 khách. Nguyên nhân do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong tháng 2 đạt gần 8,1 triệu lượt khách, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, khách quốc tế đạt 2,4 triệu, giảm 29,8%. Khách nội địa đạt 5,7 triệu, giảm 0,7%. Cũng trong tháng 2, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 3,7 triệu lượt khách, giảm 13,7% so với tháng 2 năm ngoái. Trong đó, lượng khách quốc tế giảm tới 39,5%, chỉ còn 870.000 khách. Mức sụt giảm lên tới 2 con số của thị trường hàng không Việt Nam là do ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19. Bộ Công Thương chỉ đạo ngành than và dầu khí ứng phó với COVID-19, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trong hai lĩnh vực này. Đặc biệt lưu ý nhiệm vụ cung cấp than cho sản xuất điện. Cụ thể, đối với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Công Thương yêu cầu xây dựng kế hoạch biện pháp ứng phó với tác động của dịch bệnh, đảm bảo chuẩn bị đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, phục vụ sản xuất và tiêu thụ than, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định than cho các hộ tiêu thụ theo hợp đồng đã ký. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp than, đặc biệt là các dự án trọng điểm, kịp thời báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết. Tỉnh Hải Dương vừa tổ chức hội nghị triển khai các yêu cầu của Nhật Bản đối với vải xuất khẩu và xin ý kiến vào dự thảo kế hoạch xây dựng mở rộng vùng trồng vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, Australia, EU. Thống kê của tỉnh Hải Dương cho thấy diện tích vải vụ năm 2020 của tỉnh khoảng 9.200 ha, trong đó 265 ha được chứng nhận Việt Gáp. Đến thời điểm này, trà vải sớm ra hoa đạt trên 90%, cao hơn 10% so với niên vụ vải năm 2019.
Dự kiến trà vải sớm sẽ cho thu hoạch từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020 và vải thiều thu hoạch từ ngày 1 đến 30 tháng 6 năm 2020. Sản lượng vải niên vụ 2020, toàn tỉnh Hải Dương dự kiến khoảng 46.000 tấn. Hiện tỉnh đang xây dựng kế hoạch mở rộng vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn quốc tế. Thị trường Nhật Bản thì chúng tôi cũng biết là một trong những thị trường rất là tiềm năng của cái quả vải. Người Nhật Bản thì rất là thích vải thiều của Việt Nam, đặc biệt là của Hải Dương. Cũng có nhiều đoàn đã đến thăm và khảo sát. Thế và trước cái thông tin mà thị trường Nhật Bản đã mở cửa cho quả vải tươi của Việt Nam vào trong từ năm 2020, thì tỉnh Hải Dương, cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi cũng như là bà con nông dân thì cũng rất là phấn khởi. Số các cái hoạt động nữa, thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ để chứng nhận Việt Gáp, thế và duy trì cho các cái vùng vải mà đã được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu đi Mỹ, Úc, EU. Giai đoạn 2015-2019, tỉnh Hải Dương đã xây dựng thành công 13 vùng vải thiều đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi thị trường Mỹ, Australia, EU với tổng diện tích 130 ha và đã xuất khẩu thành công vải thiều sang Australia, Mỹ, EU và các nước Trung Đông. Xã Thanh Thủy chỉ đạo cái hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ấy là thông báo cho toàn thể các hộ sản xuất vải Việt Gáp theo quy trình Việt Gáp là đảm bảo tiến trình là chăm sóc và hướng dẫn bà con là tỉa cành tạo tán và làm tốt cái công tác là bón phân và chăm sóc cây vải đảm bảo theo quy trình Việt Gáp. Thứ nhất là về vấn đề dọn vườn, thứ hai là về vấn đề như thế là phun thuốc bảo vệ thực vật là đảm bảo theo tiêu chuẩn mà quy trình Việt Gáp đã đưa ra. Dự kiến năm 2020, Hải Dương sẽ lựa chọn triển khai 22 vùng vải tại Thanh Hà và thành phố Chí Linh, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng diện tích 200 ha, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kiểm dịch thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm của Nhật Bản, Mỹ, Australia, EU. Hiện nay, lựa chọn sản phẩm sạch an toàn là ưu tiên của các bà nội trợ người tiêu dùng. Từ thực tế này, hộ nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Và đây cũng là hướng đi hứa hẹn nhiều tiềm năng cho nông nghiệp của tỉnh. Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái Nà Sản, huyện Mai Sơn được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2018 với 15 thành viên. Hiện nay, hợp tác xã có hơn 20 hectare cây ăn quả các loại như nhãn, bưởi, cam canh, dâu tây, thanh long. Nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm, Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái Nà Sản đã lựa chọn sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hướng đi lâu dài để cải thiện hệ sinh thái, tạo ra sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Tôi cũng đã đi ra ngoài trải nghiệm rất nhiều, chứ là nhiều rồi. Và nhìn thấy cái vấn đề sản xuất người ta canh tác hóa học ấy, thì phun bảo vệ thực vật tràn lan. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều và ảnh hưởng đến môi trường rất là nhiều. Và từ đấy tôi quyết tâm là tôi thay đổi cái cách thức sản xuất nông nghiệp. Khi tôi thành lập hợp tác xã thì đấy là cái điều mà tôi đưa ra cho các thành viên đầu tiên là sẽ chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái Nà Sản đã chuyển đổi áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên 1 hectare cam canh và 2 hectare thanh long. Đến vụ thu hoạch, hợp tác xã thu được gần 50 tấn thanh long. Sản phẩm được tiêu thụ tại hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch và các siêu thị lớn tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Tĩnh. Dự kiến năm 2020, Hợp tác xã thu hoạch khoảng 20 tấn cam canh và trên 60 tấn thanh long sản xuất theo hướng hữu cơ. Hợp tác xã Nông trại Hữu cơ Vân Hồ hiện đang áp dụng phương pháp canh tác mô hình trồng cam canh, bưởi, sử dụng phân bón có nguồn gốc hữu cơ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng phát triển. Theo anh Vũ Hùng Cường, giám đốc hợp tác xã Nông trại Hữu cơ Vân Hồ, thì quá trình sản xuất hữu cơ là đưa các rác thải nông nghiệp xuống đất ủ, từ đó các vi sinh vật phân giải tạo ra đạm, lân, kali, các chất chung, vi lượng để nuôi cây, giúp cây trồng cho năng suất cao và hạn chế nấm bệnh trên cây so với dùng hóa học. Khi xử lý tốt vấn đề về đất và môi trường sẽ giảm thiểu được sâu bệnh và các chất độc hại. Khi chúng ta sử dụng phương pháp bằng hóa học ấy, là chúng ta chỉ có thể chăm cây, nhưng ngược lại chúng ta làm hữu cơ là chúng ta chăm đất, chúng ta cứ nuôi được đất tốt thì cây sẽ tốt. Đến nay, tỉnh Sơn La có 89 doanh nghiệp, hợp tác xã đã triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ với các loại sản phẩm như rau, quả, chè với tổng diện tích là 70 ha. Mặc dù các doanh nghiệp và hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ như chi phí đầu tư cao,
quy trình sản xuất, sơ chế, đóng gói sản phẩm vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với mục tiêu đem đến sản phẩm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã từng bước khắc phục khó khăn, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững để đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, dù chưa xác định ổ dịch cúm gia cầm nào, nhưng các hộ chăn nuôi vẫn tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch bệnh, ghi nhận tại huyện Mường Nhé. Gia đình anh Lò Văn Luật ở bản Mường Nhé, xã Mường Nhé hiện nuôi hơn 100 con gà đẻ. Ý thức được tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh nên gia đình luôn thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng, đặc biệt là vaccine phòng cúm gia cầm. Cùng với đó thường xuyên dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, phối hợp nghiêm túc với cán bộ thú y xã để phun thuốc khử trùng tiêu độc, bảo vệ đàn vật nuôi. Nghe những thông tin về dịch bệnh của H5N1 và hiển liến và tôi chủ động và lấy vôi và rắc xung quanh chuồng trại và khử trùng và thú y xã đã xuống và kiểm tra và những dịch bệnh và lấy thuốc khử trùng xuống cho phun cho gia đình. Huyện Mường Nhé hiện có tổng đàn gia cầm trên 130.000 con. Để chủ động phòng chống dịch cúm AH5N6 và H5N1, trạm thú y huyện đã chỉ đạo cán bộ thú y các xã thường xuyên giám sát, nắm tình hình ở các hộ chăn nuôi để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, đồng thời phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền về mức độ nguy hiểm khi dịch bệnh bùng phát, nhằm nâng cao ý thức cho các hộ chăn nuôi về công tác phòng dịch và chuẩn bị các phương án ứng phó khi có dịch xảy ra. Về này thì Ủy ban huyện cũng đã có kế hoạch và gửi đến các xã và các phòng ban chuyên môn của huyện là cũng tăng cường cái công tác kiểm tra và nắm chắc tình hình và phát hiện kịp thời những cái chỗ nào mà có thể phát hiện là có dịch là phải kịp thời phòng chống để tránh tình trạng mà lây lan. Nhưng mà hiện nay thì cho đến tháng 2 2020 thì đối với huyện Mường Nhé là chưa có vấn đề gì. Hiện nay trên địa bàn huyện Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung chưa xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm nào. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành thú y khuyến cáo các địa phương và ngành chăn nuôi không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, biến điểm đen rác thải trở thành một điểm đến, một không gian nghệ thuật với tính sáng tạo của các nghệ sĩ tại Hà Nội. Điều này đã trở thành hiện thực. Một không gian nghệ thuật đã được hình thành nên dành cho người dân tại Hà Nội. Từ sắt phế thải và inox gương mang đến tác phẩm sắp đặt cho thấy hình ảnh của những gánh hàng rong, những người lao động ở bến sông Hồng. Những chiếc bu gà ở chợ Long Biên, Hà Nội trở thành những chiếc lồng đèn soi chiếu hình ảnh con rồng. Hình ảnh cầu Long Biên được ghép từ những mảnh gương vỡ trên tường. Hơn 10.000 chai nhựa đã qua sử dụng, tạo thành 4 chiếc thuyền buồm gợi nhớ hình ảnh trên bến dưới thuyền tấp nập ở bãi sông Hồng cách đây hơn 100 năm. Dựa theo bức tường cũ dài 500 mét được dựng từ 20 năm trước với mục đích chống lấn đất, các tác phẩm từ nguyên vật liệu tái chế hiện lên long lanh, thay đổi không gian nhếch nhác, điểm đen rác thải, Phúc Tân. Rõ ràng ở đây nó có những các cái biến động về môi trường. Môi trường của nó đầu tiên là gì? Là giảm bớt những các cái bẩn thỉu, đúng không? Giảm bớt cái bẩn thỉu mà người ta đi còn có nhiều người, những các người họ cảm nhận được nghệ thuật này là họ còn chiêm ngưỡng được những các cái nghệ thuật này nữa. Điều đặc biệt, dự án lấy cảm hứng từ chính địa thế hết sức đặc trưng là nơi giao thoa của nhiều yếu tố văn hóa lịch sử của mảnh đất Thăng Long Kẻ Chợ. Vì vậy, đây không chỉ đơn thuần là tái chế mà qua nghệ thuật để kể những câu chuyện của ký ức lịch sử. Xuyên suốt trong tất cả các cái bộ tác phẩm này thì đều nói lên cái lịch sử của một cái dòng sông đã gắn bó với Hà Nội. Nó từ những các cái cuộc sống xa xưa của cái thuyền chài, của những dòng nước, của những cái cuộc sống lam lũ cho đến kể cả những cái sự sang trọng, cái mà Hà Nội đô thị hóa, cái mà tiếp nhận những cái văn minh của phương Tây và xuyên suốt ở đó là chính là con người Hà Nội. Tuy nhiên, để không gian này thực sự phát huy được hết giá trị thì ý thức người dân là quan trọng nhất. Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ để đây khoảng trong một thời gian khoảng 5 năm. Đấy, thế còn có thể nó tồn tại lâu hơn do cái ý thức của chính cộng đồng và chính người dân ở đây khi mà họ giữ gìn nó, chăm sóc nó. Tôi đánh giá đây là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, để thực hiện khả thi thì tôi nghĩ chúng ta cần phải làm rất nhiều thứ. Trong đó phải quy hoạch lại khu vực này cho nó trở nên sôi động hơn. Và quan trọng nhất là nâng cao ý thức người dân. Người dân cần phải có cái nhìn khác đi về nơi mình sống, coi những tác phẩm nghệ thuật là nền tảng để thay đổi.
Dự án này với thiết kế có thể mang tới hiệu quả cả ban ngày cũng như hiệu ứng ánh sáng ban đêm, hy vọng sẽ là một điểm nhấn tiếp theo của thành phố, có khả năng thu hút cộng đồng cũng như mang lại lợi ích về văn hóa, môi trường và tham quan du lịch cho chính người dân địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.